Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương đột nhiên mất tích hơn 3 tuần. Khi phóng viên nước ngoài gặng hỏi tung tích thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đứng hình rồi phớt lờ không trả lời câu hỏi. Ngoại trưởng Tân Cương đang ở đâu, có đúng là bị bệnh hay không? Nếu bị bệnh thì tại sao không thể công khai nói rõ? Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo vì lý do sức khỏe nên Ngoại trưởng Tân Cương không thể dự hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng ông Tân đang dính líu tới một vụ bê bối tình ái với mỹ nhân nước ngoài và đang bị Ủy ban Kỷ luật Trung Quốc điều tra. Mạng xã hội Trung Quốc thậm chí còn lan truyền thông tin ông Tân đã có con riêng với cô Phó Hiểu Điền của Đài Phượng Hoàng ở Hồng Kông. Phó Hiểu Điền khoảng 40 tuổi, có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ cao nhã, là mỹ nhân hiếm có trong ngành báo chí. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp ở Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và Đại học Kinh tế Bắc Kinh, cô đã sang Anh học thạc sĩ giáo dục ở Đại học Cambridge. Khi trở lại Hồng Kông, cô Phó Hiểu Điền trở thành ký giả cao cấp về thời sự quốc tế, phụ trách chương trình phỏng vấn đối thoại. Vào tháng 3 năm 2022, cô này đã qua Mỹ gặp ông Tân Cương, khi ấy là đại sứ Trung Quốc, để ghi hình cho một chương trình đặc biệt. Quãng thời gian này, hai người vừa đi dạo vừa bàn chuyện thế giới, trông giống như một câu chuyện tình lãng mạn hơn là chuyên mục thời sự quốc tế. Đến tháng 4 năm 2023, cô Phó Hiểu Điền khoe hình ảnh đi công tác ở Mỹ bằng chuyên cơ riêng. Cả máy bay chỉ chở mỗi cô và đứa con trai mới sinh vào khoảng đầu năm 2023. Nhưng điều đặc biệt là cô Phó Hiểu Điền cũng mất tích kể từ thời điểm đó. Việc cao quan Trung Quốc cặp bồ và có con riêng không phải là điều gì quá ghê gớm. Hơn nữa, Ngoại trưởng Tân Cương lại là thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, từng được thăng chức vượt cấp 3 bậc. Trong khi ông Trương Cao Lệ cũng từng dính vào vụ bê bối tình ái như vậy nhưng không có gì xảy ra. Tuy nhiên, điều đặc biệt trong trường hợp của ông Tân Cương đó là đã có thông tin cho rằng cô Phó Hiểu Điền là gián điệp nước ngoài. Chính vì vậy, quan điểm phổ biến nhất trên mạng xã hội Trung Quốc lúc này là ông Tân Cương đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra. Nếu cô Phó Hiểu Điền có lý lịch là thế lực nước ngoài thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ điều tra xem liệu ông Tân Cương có vi phạm các quy định về an ninh hoặc gián điệp mới của Trung Quốc hay không. Còn nếu cô Phó Hiểu Điền không phải là gián điệp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện giờ có chút vấn đề với đứa con nhỏ của cô này. Nhưng dù sao, việc Ngoại trưởng Tân Cương mất hình kể từ ngày 25 tháng 6 tới nay cũng là một điều rất bất thường. Và cho đến tận ngày hôm nay, ông Tân vẫn chưa xuất hiện, khiến nhà văn Thôi Thành Hạo nói: "Xem tin tức tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với ông Tân Cương." Trên Weibo của cô Phó Hiểu Điền, người tình tin đồn của ông Tân Cương cũng không hạn chế bình luận trên các bài đăng. Trong khi vợ ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bị giáng chức đẩy ra rìa vào đầu năm 2023, đã đăng một bài viết nói rằng hôm nay là một ngày tốt lành, dường như ám chỉ việc ông Tân Cương mất tích là hảo sự cho nhà họ Triệu.